Nếu không có gì thay đổi thì chủ nhật tuần này, đối tượng Lê Văn Lưu sẽ kết hôn với người yêu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, trong khi thiệp mời đã trao tay, người vợ đang đếm ngược từng ngày được đón anh về, thì Lưu lại được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đưa từ Huế ra Hà Nội theo lệnh tạm giữ hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nói là ăn nợ sái rồi ăn xin lỗi. Theo anh thì người ta có nhận những lời xin lỗi đấy của anh không? Có chứ. Thế trong khoảng thời gian anh vắng mặt đấy thì anh muốn là bạn ấy sẽ như thế nào? Chờ chứ. Nghĩ là mình không đáng phải làm. Đây là Luận, anh trai của Lưu. Gia đình có hai anh em cùng nằm trong đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp mà có. Một người ở Hà Nội, một người sống tại Huế. Cả hai đã bàn bạc tính toán với nhau kỹ lưỡng mỗi lần chuyển xe đi tiêu thụ. Nhưng khi được hỏi thì Lưu lại tỏ ra mình không biết gì, trái ngược hoàn toàn với lời kể của anh trai mình. Bảo có con xe không có giấy, anh có lấy không? Có thì nó chạy xe về cho em thôi. Sau đó thì em trả tiền rồi em vận chuyển về. Anh trai em làm cơ khí nên có quen với ngoài mẹ anh em làm. Thì mối quan hệ đấy của ông thì em không biết, chỉ gọi điện vào cho em là có xe này an toàn, mất giấy tờ em có lấy không thì em bảo lấy. Anh em bảo là xe mua của người này là ngày trước là có làm cơ khí công nên xe này là không phải xe trộm cắp, chỉ gọi xe an toàn, mất giấy tờ thôi. Lên kế hoạch phạm tội thì rất kỹ lưỡng, nhưng có lẽ cả hai người này chưa lường trước được sẽ có ngày xa lưới pháp luật, nên chưa kịp bàn bạc kỹ cách đối phó. Dẫu vậy, trăm đường lắt léo cũng không bằng khai báo thành thật. Bởi dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, lực lượng chức năng cũng sẽ có cách để đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng. Sau khi mà nhận được tin báo thì lãnh đạo công an quận cùng tập thể ban chỉ huy đội đã cử ngay trinh sát địa bàn phối hợp từ ban đầu với cấp cơ sở là công an phường. Sau đó thì đã phát hiện là nhóm đối tượng này có hành vi là tiêu thụ các cái tài sản xe máy chuyển vào Thừa Thiên Huế. Thì chúng tôi đã thành lập một tổ công tác đi Thừa Thiên Huế và phối hợp với công an thị xã Hương Thủy và được đơn vị bạn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Sau đó thì đã truy bắt được nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, thu giữ được 7 xe máy vật chứng. Đầu tháng 8 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây trộm cắp xuyên quốc gia, đưa gần 300 xe máy sang Campuchia tiêu thụ, thu giữ 75 xe máy các loại, 2 xe ô tô tải và nhiều tang vật liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Nghệ An và Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ thêm 2 đối tượng về hành vi trộm cắp, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Liên tiếp nhiều đường dây trộm cắp xe máy và tiêu thụ xe do trộm cắp mà có đã được bóc gỡ. Đây không chỉ là chiến công của lực lượng công an, mà còn là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng đang hành nghề phạm pháp sớm quay đầu để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, để đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm này, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, không tạo sự sơ hở để tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.